Xin chào các bạn thân mến, hiện nay chúng ta đang có mặt ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và sau lưng của chúng ta đó là tháp Nghinh Phong, một cái biểu tượng mới của thành phố Tuy Hòa. Ngoài cái tháp Nhạn mà chúng ta đã biết rất là nổi tiếng đúng không ạ? Và cái con đường chúng ta sẽ khám phá đó chính là xuất phát từ thành phố Tuy Hòa đi lên hướng Mũi Điện, một nơi mà trước đây, xin nhắc lại là trước đây được mệnh danh là cực đông của Việt Nam của chúng ta. Nhưng sau này thì Mũi Đôi của Khánh Hòa nó là cực đông. Và tháp Nghinh Phong được thiết kế theo cái biểu tượng của gành đá đĩa, một cái địa danh cực kỳ nổi tiếng của tỉnh Phú Yên. Và nó còn ẩn chứa rất là nhiều điều về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Tu Thắng TV lên đường thôi. Các bạn thân mến, hành trình của chúng ta dài khoảng 40 km, xuất phát từ tháp Nghinh Phong của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đi qua các bãi biển cũng như resort tuyệt đẹp của thành phố này. Men theo đại lộ Hùng Vương qua cửa sông Đà Răng là chúng ta sẽ đi ngang qua sân bay Tuy Hòa, tiếp đến là con đường ven biển đẹp như tranh vẽ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với Mũi Điện, Hải Đăng Đại Lãnh để ngắm bản đồ Việt Nam thu nhỏ tuyệt đẹp và kết thúc hành trình tại Vịnh Vũng Rô, nơi di tích bến tàu không số để tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Xin mời các bạn đồng hành cùng Tung Tăng TV. Các bạn thân mến, hiện nay chúng ta đang di chuyển trên con đường ven biển của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và phía bên tay trái của các bạn sẽ nhìn thấy một ngọn hải đăng, và đến một chút xíu nữa sẽ đến tháp Nghinh Phong. Và tháp Nghinh Phong này mới được xây dựng sau này thôi các bạn ạ. Đấy, phía bên tay trái của các bạn, một cái biểu tượng mới của du lịch Phú Yên. Và nếu như quan sát của chúng ta sẽ thấy mặc dù ngoài trời nắng lên tới 35-36 độ C nhưng ở phía dưới thì rất là nhiều du khách sẵn sàng đứng ngoài nắng để được chụp hình với tháp Nghinh Phong này. Đấy, phải đến đây là phải check-in tháp Nghinh Phong đã, rồi chúng ta có thể đi tham quan tháp Nhạn. Phía bên tay trái cũng là biển Tuy Hòa với cái bãi cát trắng tinh rất là đẹp luôn. Và tháp Nghinh Phong này tọa lạc ở quảng trường Nghinh Phong, ngay cái nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ và Độc Lập. Và con đường chúng ta đang đi đây là đường Độc Lập ven biển các bạn ạ. Có khá là nhiều resort cũng như là những cái khu tọa lạc ở phía ngoài này nghỉ dưỡng. Và đối với tháp Nghinh Phong thì có thiết kế cực kỳ ấn tượng với cái cảm hứng lấy từ gành đá đĩa. Nó là một cái địa danh mang tính biểu tượng của tỉnh Phú Yên. Và tháp Nghinh Phong cũng được thiết kế theo cái cảm hứng cũng như cái truyền thuyết trăm trứng trăm con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Phần tháp thì gồm có hai phần chính, ở giữa gồm có hai cột đá cao. Một cột đá cao 35m đại diện cho Lạc Long Quân, và cột đá còn lại thì cao 30m đại diện cho Âu Cơ. Phía dưới mỗi chân tòa tháp thì có 50 khối đá xếp chồng lên nhau. Phần tường và giữa hai cột đá được trang trí bằng các bức phù điêu hình ảnh của cái mảnh đất được mệnh danh là mảnh đất hoa vàng trên cỏ xanh của tỉnh Phú Yên này. Đấy, khi nhắc đến Phú Yên chúng ta sẽ nhớ ngay đến mảnh đất hoa vàng trên cỏ xanh, một cái tên lấy từ bộ phim nổi tiếng mà khi bộ phim này trình chiếu xong thì địa danh Phú Yên cũng được rất là nhiều du khách quan tâm đến để du lịch. Cho dù Phú Yên nằm giữa hai cái thủ phủ du lịch đó là Quy Nhơn của tỉnh Bình Định và Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, nhưng mà trong thời gian gần đây thì hầu như du khách kéo về với Phú Yên rất là nhiều. Và với tháp Nghinh Phong chúng ta vừa đi ngang qua thì giữa hai cái cột đá cao có khoảng trống tầm đủ cho hai người đứng thôi. Và khi các bạn vào đó chụp hình thì sẽ nghe được những cái âm thanh rất là hay được tạo nên từ tiếng gió biển. Và khi gió thổi qua cái khe của hai cột đá này có những âm thanh rất là hay. Các bạn nếu có dịp đến đây thì hãy một lần trải nghiệm nha. Và nếu như các bạn đi vào buổi tối đến tháp Nghinh Phong thì tháp được trang bị một cái hệ thống chiếu sáng cực kỳ độc đáo với công nghệ 3D mapping.
và laser cường độ cao để trình diễn các hiệu ứng ánh sáng. Đấy, nên là các bạn có dịp thì có thể ghé ngang qua đây để chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh này. Ngoài trời thì rất là nắng nóng, cho nên nếu như các bạn đi du lịch vào mùa hè ở tỉnh Phú Yên thì nên chuẩn bị cho mình những cái đồ như là mũ, ô dù, khăn chống nắng, găng tay các thứ, không thôi là đi về sẽ có một cái màu ngoài da nó đậm đà hơn. Lưu ý việc này, những cái tỉnh Nam miền Trung thì cảnh rất là đẹp, nếu đi du lịch nên chọn thời điểm vào mùa hè thì sẽ ngắm được cảnh biển rất đẹp luôn. Chúng ta sẽ phải rẽ qua góc đường bên này, qua cái công viên, cái quảng trường, qua cái quảng trường mùng 1 tháng 4 các bạn ạ. Đấy, nếu như trong thời gian Tung Tăng TV đang di chuyển, đó là thời điểm buổi ban trưa, thì hầu như ngoài đường các bạn sẽ thấy không thấy ai luôn, nắng nóng quá. Thường thường vào mùa hè thì nhộn nhịp nhất vẫn là buổi sáng sớm, cho đến tầm khoảng 10 giờ sáng là Phú Yên thì đông đúc. Còn đến từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều thì hầu như trên đường vắng tanh, nó nắng quá. Còn mọi hoạt động quay ngược trở lại là từ lúc 3 giờ chiều cho đến tối. Cho nên đi ngoài đường các bạn sẽ thấy nó hơi vắng. Nắng thế thì làm sao không vắng được ạ. Các bạn, chúng ta vừa di chuyển trên đường, vừa lái xe, vừa chia sẻ, cho nên những thông tin nhiều lúc nó không chính xác. Chúng ta cũng chỉ là những du khách thôi, nên rất mong các bạn hết sức thông cảm. Hãy nhấn like cũng như nhấn đăng ký kênh để chúng ta còn đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường của Tổ quốc Việt Nam. Việt Nam của chúng ta rất là đẹp, và với những địa danh sẽ có những cái cảnh tuyệt vời để cho chúng ta cùng trải nghiệm. Và đi du lịch tự túc như thế này thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Bây giờ sẽ rẽ phía bên tay trái nha các bạn, để vào đại lộ Hùng Vương. Đấy, cái khu vực đại lộ Hùng Vương này là cái khu trung tâm, cái con đường trung tâm cũng là nơi tập trung rất là nhiều những hoạt động kinh doanh buôn bán của bà con địa phương thành phố Tuy Hòa. Và một chút thông tin về thành phố Tuy Hòa này, thì đây là một cái đô thị nằm ở hạ nguồn sông Ba, là một cái dòng sông lớn nhất của khu vực miền Trung. Đây cũng là cái trung tâm chính trị, kinh tế, du lịch, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Yên. Một trong những cái đầu mối giao thông rất là quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên. Đây cũng là cái khu du lịch mới nổi mà mình vừa chia sẻ cho các bạn ấy. Một thành phố biển, hy vọng thời gian tới sẽ có rất là nhiều điều để cho du khách khi mà đã đi quá nhiều những địa danh như bên tỉnh Khánh Hòa hay là bên tỉnh Bình Định thì chúng ta có thể tham khảo và đến với tỉnh Phú Yên. Và thành phố Tuy Hòa này thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 500 km về phía bắc, cách thủ đô Hà Nội gần 1.200 km về phía nam, có diện tích khoảng 107 km². Vị trí địa lý đó là phía đông giáp biển Đông với chiều dài bờ biển trên 30 km, phía tây thì giáp với huyện Phú Hòa, phía nam giáp với thị xã Đông Hòa mà thời gian trước chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm. Còn phía bắc thì giáp với huyện Tuy An. Và cây cầu Đà Răng này là một trong 4 cây cầu bắc qua hạ lưu sông Ba thuộc thành phố Tuy Hòa.
Đây cũng là cây cầu nằm trên tuyến đường ven biển kết nối từ trung tâm thành phố Tuy Hòa để đến cảng biển Vũng Rô. Cầu khá là dài các bạn ạ. Có chiều dài là 1.280m với 32 nhịp, chiều rộng là 18m, có thể đáp ứng được 4 làn xe cơ giới. Và theo thông tin thì cầu này có tổng mức đầu tư đó là 477 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 11 tháng 1 năm 2006 và khánh thành vào ngày 31 tháng 3 năm 2011. Cầu khi hình thành thì nó giúp kết nối hai bên bờ, và phía bên tay trái của cầu sẽ là cửa biển, cửa sông Đà Răng các bạn ạ. Và địa hình của thành phố Tuy Hòa chủ yếu là đồng bằng Phù Sa do hạ lưu sông Ba và tên gọi khác còn gọi là sông Đà Răng bồi đắp nên. Và ở trong trung tâm thành phố thì có hai ngọn núi mang tên đó là núi Chóp Chài và núi Nhạn. Núi Nhạn thì ở trên đỉnh sẽ có tháp Nhạn cực kỳ nổi tiếng khi các bạn đến du lịch Tuy Hòa. Nếu nhìn từ xa thì chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được núi Chóp Chài nó cao hơn. Ở trên dòng sông Đà Răng thì chúng ta có thể thấy được cây cầu Đà Răng, một trong những cây cầu dài nhất miền Trung, nằm trên quốc lộ 1 nối trung tâm thành phố đi các tỉnh phía Nam. Và lịch sử của thành phố Tuy Hòa thì ở vào thời Chúa Nguyễn chỉ có cái địa danh đó là Tuy Hòa. Còn đến năm 1899 thì huyện Tuy Hòa được nâng lên thành thành phủ Tuy Hòa, gồm có 5 tổng, và chỉ có tổng Hòa Bình nằm ở phía bắc sông Đà Răng, nó là trung tâm thành phố hiện nay. Cho đến cái ngày cách mạng tháng 8 thành công thì phủ Tuy Hòa có 7 tổng, trong đó có 2 tổng Hòa Tường và Hòa Bình nằm ở phía bắc sông Đà Răng. Và đến năm 1946 thì giải thể cấp tổng, 2-3 làng nhập lại thành một xã. Năm 1947 thì nhập xã lần thứ 2. Các xã phía bắc sông Đà Răng hay còn gọi là thị xã Tuy Hòa có tên là Hòa Tiến này, Hòa Thuận, Quang Khánh, Nam Tường, Trần Hào, Ái Quốc, Thắng Lợi, Vĩnh Hiệp, Cẩm Tú, Tân Tiến, Quốc Tiến và nội thị Tuy Hòa. Đây cái khu mới của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đây các bạn ạ. Mới quy hoạch nên là đường xá thông thoáng, đại lộ Hùng Vương nó rất là đẹp luôn. Và con đường này nó sẽ dẫn thẳng ra ngoài biển, bám theo con đường ven biển, đi qua sân bay Tuy Hòa để đến với một nơi có bản đồ thu nhỏ của Việt Nam yêu thương chúng ta. Đấy, trong lần trước thì Tung Tăng TV đã chia sẻ điều này rồi, nhưng mà thời tiết nó lại không đẹp. Lần này Tuấn muốn chia sẻ lại cho mọi người trong cái dịp thời tiết nó nắng to, nắng to ôi giời ơi luôn, và nó sẽ mang lại cho chúng ta cái hình ảnh đẹp nhất để cho mọi người cùng tham khảo. Nếu có dịp đi du lịch Tuy Hòa thì hãy đi theo tuyến đường ven biển này. Và xin nhấn mạnh luôn, cái tuyến đường ven biển này là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chạy nhé. Thank you.
các bạn thân mến, đi thẳng con đường ven biển một khoảng cách khá là xa, thì tầm 20 km thì chúng ta đã đến với cửa biển Đà Nông và sắp đi qua cây cầu Đà Nông rồi các bạn ạ. Và sông Đà Nông là con sông lớn thứ 3 ở Phú Yên, dài khoảng 86 km, bắt nguồn từ vùng núi Hòn Du thuộc dãy núi Trường Sơn phía tây huyện Tây Hòa, chảy qua huyện Đông Hòa và đổ ra biển Đông tại cửa Đà Nông. Và ở đây thì vào mùng 8 tháng Giêng hàng năm thì sẽ hay diễn ra các lễ hội truyền thống sông nước Đà Nông, với những cái lễ như là cầu ngư này, hát lăng, các chương trình văn nghệ mừng năm mới. Phần hội thì sẽ có những cái môn như là thi bơi, rồi đua thuyền, lắc thúng chai. Và nếu như các bạn có dịp đến đây vào thời điểm đầu xuân năm mới thì sẽ có những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Và từ vị trí cầu Đà Nông này đến với mũi điện nó còn khoảng 10 km nữa, và di chuyển trên tuyến đường này, thực sự đi qua đây thì tuyến đường này nó sẽ cực kỳ đẹp. Mình xin nhắc lại là cực kỳ đẹp, và các bạn nên trải nghiệm. Khác với tuyến đường quốc lộ 1A mà chúng ta di chuyển, đường này được gọi là đường 29 các bạn ạ. Đi qua những dãy núi và tiếp đến sẽ đến con đường ven biển tuyệt đẹp luôn. Và từ vị trí này đến với đèo Cả thì khoảng 17 km, nó là ranh giới giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, thì nó là một cái địa danh rất là đẹp. Bắt đầu vào cái khu vực đường hơi xấu một chút. Không phải hơi xấu mà quá xấu. Để đi tiếp, đi thẳng sẽ đến di tích lịch sử Vũng Rô, danh thắng mũi Đại Lãnh, Bãi Môn. Đấy, nó quá là xấu cho nên là sẽ thấy những chiếc xe phun nước gọi tránh bụi cho khu dân cư ở đây. Đường này mà nếu như các bạn đi vào buổi trưa vừa nắng nóng mà ai mà mới ăn trưa xong thì có lẽ đấy, không còn cái gì trong người luôn. Nó sốc kinh khủng khiếp các bạn ạ. Và Phú Yên ở thời điểm mà Tung Tăng TV trải nghiệm thì có một số tuyến đường đi nó sốc lắm, xấu kinh khủng khiếp. Dạng xấu, ôi giời ơi đấy. Rồi, đẹp rồi, qua một đoạn thôi các bạn ạ. Đến con đường rất là láng, rất là trơn. Chúng ta đi bon bon. Thực ra đi tuyến đường ven biển này, các bạn nếu như không dùng xe ô tô thì chúng ta có thể sử dụng xe máy di chuyển rất là dễ dàng, tuy nó hơi nắng thôi. Đường thời gian trước Tung Tăng TV đi thì nó vẫn như thế, đến bây giờ nó vẫn như vậy luôn, không có gì thay đổi. Phía bên tay trái là cát trắng, còn phía bên tay phải là đồi núi, cũng ít người dân sinh hoạt, sinh sống. Còn bây giờ đi vào buổi trưa cho nên trên đường cũng không có người luôn, chúng ta tha hồ mà di chuyển. Và con đường này thì chiều chiều thì cũng có một số bạn trẻ mang xe máy ra đây test tốc độ, gọi là chạy cũng vi vút luôn, nên là mọi người phải hết sức lưu ý. Vào buổi chiều thì chúng ta đến đây hết sức cẩn thận. Và xin giới thiệu với các bạn, chúng ta sắp đi vào con đường ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam. Đấy, con đường ven biển, một bên núi và một bên biển.
vào một ngày thời tiết quá tuyệt vời, trời nắng, không khí trong lành. Và hy vọng đây là một cái chia sẻ cũng như là một video clip với chất lượng hình ảnh tốt nhất đến thời điểm hiện tại mà Tung Tăng TV mang đến cho các bạn. Với những khán giả của Tung Tăng TV thì rất là nhiều cô dì chú bác lớn tuổi, những anh chị em đam mê du lịch, những anh chị em yêu quê hương đất nước Việt Nam thì thường xem Tung Tăng TV trên những chiếc TV lớn, cho nên là sẽ cảm nhận được cái hình ảnh nó rất là đẹp. Ở trên con đường này thì nó chưa có dịch vụ gì, cho nên nếu như các bạn muốn mà dừng chân uống nước thì nên chuẩn bị sẵn và lưu ý là nên mang theo. Còn tiếp nữa là khi sử dụng xong thì nhớ dọn rác để mà đi, chỉ để lại dấu chân thôi, để lại dấu chân thôi chứ đừng có để rác lại các bạn ạ. Và tuyến đường này là tuyến đường quốc lộ 29. Đấy, đầu tiên chúng ta đi qua cái khúc quanh co này là cái nơi mà bà con nuôi thủy sản, sẽ đến với một cái bãi gọi là bãi Tiên. Đó, quá đẹp để cho mọi người có thể ngắm cảnh từ trên cao. Và mọi người đừng quên nhấn like cũng như nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em ekip cái tinh thần để chia sẻ thêm nhiều những hình ảnh tuyệt vời của Việt Nam. Đường bây giờ khá là vắng. Và những cái khúc cua quanh co, biển rất là xanh và cái đoạn đường này tuyệt đẹp luôn các bạn ạ. Đó, du khách đứng lại chụp hình, các chị em áo quần sùng xính ra đây chấp nhận nắng luôn để chụp hình ngay khu vực bãi Tiên này. Đấy, mọi người nhìn từ trên cao xuống thấy tuyệt vời không ạ? Những lần trước là chúng ta đi thì mây nó mù lắm, cho nên là không cống hiến được những hình ảnh đẹp để cho mọi người có thể tham khảo được. Nhưng mà lần này chúng ta đi thì trên cả tuyệt vời. Xin nhắc lại là khu vực ở đây thì nó khá là hoang sơ và trống vắng, nên mọi người lưu ý khi di chuyển nha. Kiểm Lâm Phú Yên chúng ta vừa đi ngang qua. Và ở đây thì trên bản đồ sẽ có một cái đánh dấu cái vị trí, đó là cung đường biển đẹp nhất Phú Yên. Đó là mới phạm vi của tỉnh thôi, tức là đẹp nhất của tỉnh Phú Yên, nhưng mà theo cá nhân của mình đánh giá thì một trong những cung đường ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam. Đấy, bây giờ các bạn đã thấy đẹp chưa? Và chỉ còn có 4 km nữa chúng ta sẽ đến với mũi điện, hay còn gọi là mũi Đại Lãnh, là một cái mũi đất mà nhô ra từ một nhánh của dãy Trường Sơn hướng thẳng ra bãi Môn, thuộc địa phận xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam chúng ta. Và thị xã Đông Hòa thì thực sự có rất là nhiều cảnh đẹp. Các bạn nếu có dịp đến đây thì hãy dừng chân đi con đường ven biển này nhé. Và mũi điện này là nơi mà Tung Tăng TV cũng đã giới thiệu cho các bạn, là nơi có một cái hình ảnh nó tạo thành hình bản đồ Việt Nam thu nhỏ. Mũi Đại Lãnh này thì cách trung tâm thành phố Tuy Hòa nó đâu đó khoảng 35 km về phía đông nam. Và mũi Đại Lãnh là do một tướng người Pháp tên Varela phát hiện, nên có tên gọi trước đây đó là Cap Varela trên các bản đồ cũ. Và xa xa chúng ta đã thấy nó rồi. Đấy, có ngọn hải đăng các bạn ạ. Đây là một cái địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Việt Nam, đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia vào năm 2008. Và cũng
trải qua rất là nhiều cái đợt tranh cãi thì về cái cực đông của Việt Nam. Và đến thời điểm hiện tại thì mũi đại lãnh này là cái điểm xa thứ hai về phía đông sau mũi đôi ở Vạn Ninh, Khánh Hòa, và là một nơi, một trong những nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền và của lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Đấy, xa xa các bạn đã thấy cái hải đăng rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái vị trí dừng chân để nghỉ ngơi và ngắm toàn cảnh, và Tung Tăng TV cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái hình ảnh bản đồ Việt Nam thu nhỏ nhìn từ trên cao mọi người nhé. Ở đây chúng ta đã có chỗ để đi vào rồi. Các bạn thân mến, sau khi chúng ta chia tay với mũi điện xong thì tiếp tục di chuyển về hướng địa phận của tỉnh Khánh Hòa các bạn ạ. Và chia sẻ một chút cái thông tin về cái ngọn hải đăng khu vực mũi điện hay còn gọi là mũi đại lãnh, thì nó gồm cái khối nhà cao 5m với diện tích 320m2. Dưới cái nền nhà thì có bể ngầm chứa nước và nó là chứa nước mưa. Trên cái trần nhà chúng ta đã thấy là có cái hệ thống pin năng lượng mặt trời. Và nó là một cái khối hình trụ, nó thon, nó khá là cao và cũng là cái điểm nhấn khi chúng ta đến với khu vực này. Và đây cũng là ngọn hải đăng xa nhất về phía đông trên đất liền của Việt Nam chúng ta. Và theo như một số câu chuyện do người dân địa phương ở đây chia sẻ về cái sự tích, thì cái sự hình thành của cái mũi đại lãnh là do một con chim thần khổng lồ từ phương Bắc mà lao xuống khu vực này và hóa thành một cái mũi núi nhô ra biển. Và năm 1836 thì hình tượng mũi đại lãnh được vua Minh Mạng cho thể hiện trên một trong 9 chiếc cửu đỉnh đặt ở Thế Tổ Miếu bên trong của Hoàng Thành Huế. Hiện nay ngoài trời nó khá là nắng nóng vô cùng luôn.
Và sau khi qua để ngắm qua mũi điện thì chúng ta sẽ đổ đèo hướng về tỉnh Khánh Hòa. Đấy, cái đường mà đi vào khu danh thắng bãi môn mũi Đại Lãnh là chúng ta đi về phía bên tay trái đi vào, các bạn đi bộ lên. Khuyến cáo đối với những cô dì chú bác lớn tuổi thì không nên thử sức với cái món trò chơi hơi mạo hiểm này. Còn các bạn thanh niên thì có sức khỏe, chúng ta hoàn toàn có thể thử chinh phục. Đây là một cái điều khá là thú vị. Và như các bạn đã quan sát từ trên cao xuống thì mũi Đại Lãnh này nó có cái hình ảnh nó giống như cái bản đồ Việt Nam thu nhỏ của chúng ta, chỉ có thiếu tình tiết nó quan trọng nhất, đó là thiếu những cái hòn đá phía ngoài tượng trưng cho Hoàng Sa và Trường Sa thôi. Tất nhiên là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, không nói nhiều đấy. Và đó chỉ là hình ảnh tượng trưng thôi. Còn có một số góc nhìn khác thì nếu như các bạn nhìn từ trên cao xuống thì mũi Đại Lãnh hay là cái khu vực lân cận này nó nhìn giống như một cánh tay khổng lồ nó đang úp ra phía biển. Đấy. Trên đường đi các bạn nhìn thấy là hầu như không có gì. Đấy, chả có cô mà càng chả có gì cả. Hầu như là nó trống trơn, quán nước các thứ gì là không có. Nên lên đây là phải nhớ mang theo nước uống nếu gặp trời nắng nóng. Còn lại là hầu như không có hàng quán, xin nhắc lại. Thường thì khi du lịch phát triển thì nó sẽ kéo theo những hệ sinh thái, những cái dịch vụ phục vụ cho điểm đến của chúng ta. Nhưng mà do ở đây thì đa số là cái con đường mọi người di chuyển qua và có thể lười đi vào cái khu vực chính ở ngay cái hải đăng. Bởi vì đường đi vào đó chúng ta phải leo qua khá nhiều bậc thang, khá là mệt. Nên mọi người hầu như đứng ở phía ngoài đường đường 29 này, bắt đầu chụp hình vào thì nó sẽ là cái view đẹp nhất, thấy toàn cảnh hơn. Còn ai muốn chụp cái gọi là cái bức mà ghi đó là ngày xưa nó là cái cực đông của Tổ quốc thì phải trải qua một cái đoạn hành trình nó khá là vất vả. Đấy, chúng ta đi đổ đèo khu vực này thì sẽ thấy toàn cảnh tuyệt đẹp từ trên cao. Đó, một cái làng chài nằm ở cả vịnh Vũng Rô. Và nhìn xuống thấy rất là nhiều những bè nổi. Và đối với ở cái địa danh vịnh Vũng Rô này thì mọi người sẽ dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống, thưởng thức các loại hải sản. Và cái điểm đến tiếp theo của chúng ta đó là khu di tích bến tàu không số Vũng Rô. Và mình sẽ cùng với các bạn đi vào tham quan một chút để chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái chuyến tàu không số, một cái địa danh rất là nổi tiếng. Đây, các bạn nhìn từ trên cao thấy vịnh Vũng Rô nó đẹp không ạ? Tuyệt vời luôn. Ở đây nuôi hải sản rất là nhiều luôn. Nhìn xa xa có những cái đảo, những ngọn núi cực kỳ đẹp. Và vịnh Vũng Rô này là một cái vịnh nhỏ thuộc xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Và vịnh này thì nó nằm sát rìa cái dãy núi Đèo Cả và nằm tiếp giáp với biển Đại Lãnh thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
với diện tích của vịnh Phú Rô này đó là 16,4 km vuông mặt nước và được 3 dãy núi cao che chắn, bao gồm là đèo Cả này, đá Bia và hòn Ba từ phía Bắc, Đông và Tây. Phía Nam vịnh là đảo Hòn Nưa cao khoảng 105 m, nó như một cái pháo đài canh gác, và trên đảo có ngọn hải đăng rất là lớn. Vịnh này cũng là ranh giới tự nhiên trên biển giữa tỉnh Phú Yên với tỉnh Khánh Hòa các bạn ạ. Và ven bờ biển Vũng Rô này thì có khá nhiều bãi cát vừa và nhỏ. Theo cái địa chỉ Phú Yên Vũng Rô thì nó có 12 bãi nhỏ, bao gồm có bãi Lách này, bãi Mù U, bãi Ngài, bãi Chùa, bãi Chân Trâu, bãi Hồ, bãi Hàng, bãi Nhỏ, bãi Chính, bãi Bàng, bãi Lau, bãi Nhãn, khá là nhiều, và một số cái bãi đẹp như là bãi Chùa, bãi Bàng, bãi Lau. Ở đây do là một cái vịnh cho nên là cũng có khá nhiều loại tôm cá trú ngụ, và dưới đáy biển thì có khá nhiều cái san hô rất là độc đáo, xứng đáng để chúng ta có thể trải nghiệm những chuyến lặn ngắm san hô. Còn hầu như ở trên cái con đường mà chúng ta vừa đi qua thì không có dịch vụ, nhưng mà ở đây thì tha hồ luôn. Ở đây thì tha hồ luôn. Và Vũng Rô xưa kia là một cái địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào thông qua những chuyến tàu không số lịch sử. Và từ năm 1964 đến năm 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận 4 chuyến tàu cập bến an toàn, đưa được hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Và Vũng Rô đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1997 các bạn ạ. Chúng ta đã gần đến khu di tích bến tàu không số Vũng Rô. Ở đây thì chúng ta sẽ dừng chân để ghé tham quan để cho các bạn hiểu hơn về di tích này. Đây. Phía bên tay trái của các bạn rồi. Chúng ta sẽ ghé tham quan. Các bạn thân mến, chúng ta dừng chân ở khu di tích tàu không số Vịnh Vũng Rô. Ở đây công trình chào mừng 400 năm Phú Yên. Và xin phép cả nhà mình, trời nắng to quá nên phải mặc áo khoác chống nắng. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh ngày xưa quân của ta vận chuyển quân đạn dược này. Đấy, những hình ảnh chúng ta có thể biết được. Di tích lịch sử ở Vũng Rô, đường Hồ Chí Minh trên biển, là một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Vào năm 1964, Trung ương giao cho tỉnh ủy Phú Yên chuẩn bị mở bến để tiếp nhận vũ khí từ các chuyến tàu không số chi viện cho chiến trường khu 5 và Tây Nguyên. Vũng Rô là địa điểm được lựa chọn. Đồng chí Trần Truyền, Ủy viên Thường vụ Liên ủy 3, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên trực tiếp tổ chức bến để đón tàu và tiếp nhận vận chuyển vũ khí về căn cứ. Tại bến Vũng Rô, tàu 41 đoàn 125 Hải quân do thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh và chính trị viên Trần Hoàng Chiếu chỉ huy đã 3 lần cập bến thành công, chi viện hàng trăm tấn vũ khí, góp phần lập nên nhiều chiến công vang dội của quân và dân khu 5. Riêng chuyến thứ 4,
Tàu 143 do thuyền trưởng là Lê Văn Thêm và chính trị viên Phan Bá Đảng chỉ huy cập bến Vũng Rô đêm ngày 15 tháng 2 năm 1965 bị địch phát hiện. Để đảm bảo an toàn cho đường Hồ Chí Minh trên biển, ta đã phá hủy con tàu ở khu vực Bãi Chùa. Sau sự kiện Vũng Rô, tuyến vận tải chiến lược trên biển bị lộ việc chi viện cho chiến trường miền Nam gặp nhiều khó khăn. Nhưng với ý chí và quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đường Hồ Chí Minh trên biển chấp nhận hy sinh gian khổ vượt qua mọi sự phong tỏa của kẻ thù, tiếp tục đưa các con tàu không số cập vào các bến tiếp nhận vũ khí ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là niềm tự hào của quân đội ta, nhân dân ta và lực lượng Hải quân Việt Nam anh hùng. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã xuất phát từ trung tâm của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và hành trình của chúng ta di chuyển về hướng Mũi Điện, là nơi một cái địa danh mà trên con đường ven biển tuyệt đẹp. Và cái điểm dừng chân cuối cùng là Vịnh Vũng Rô, nơi di tích đoàn tàu không số và cũng là cái địa danh mà hầu như du khách đến đây rất là nhiều. Chúng ta sẽ tạm chia tay ở hành trình này và nghỉ ngơi. Rất là mong các bạn luôn đồng hành cùng Tu Tăng TV bằng cách nhấn like cũng như nhấn đăng ký kênh. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi về với khu vực Đầm Môn và sẽ tiến ra nơi cực đông của Tổ quốc Việt Nam ngay Mũi Đôi Khánh Hòa các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.